đoán tướng liên minh cùng Levi. Hai ngọn lửa. Brand, hai ngọn lửa thì là hai con brand. Ba ngọn lửa. Liền chạy tới hỏi con tướng gì mà có nhiều lửa như vậy ngoài con brand? Free Fire. What? Thử ra một lần không? Cái gì ba lô màu đỏ? Có hả? Đeo kính vào lấy cái mana để đoán cái. Khánh biết một con lửa nhiều rồi, Camilio, nó có cái thiêu đốt, Thành nhớ rồi. Nhìn cái hình cậu bé trẻ con này nhớ ra Camilio.